Ngọc Thật kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Pháp luật dân quân tự vệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, cần làm tốt công tác huấn luyện để sử dụng lực lượng dân quân tự vệ vừa đáp ứng yêu cầu là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cơ sở, vừa là lực lượng xung kích trong lao động sản xuất, gắn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, làm nền tảng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có bước phát triển chuyển hướng mạnh mẽ vào nhiệm vụ hoạt động chiến đấu trị an ở cơ sở, phòng chống thiên tai, thảm họa, góp phần tích cực cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà, từng bước củng cố quốc phòng an ninh, giúp dân phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế xã hội, và dân quân tự vệ đã thực sự trở thành công cụ chủ yếu để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân ở địa phương cơ sở. Điển hình trong công tác này, trong thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu đã xây dựng đầy đủ các văn kiện sẵn sàng chiến đấu cơ bản như kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng chống lụt bão, kế hoạch phối hợp phòng chống cháy nổ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu năm, kế hoạch phối hợp với công an bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, được Ban Chỉ huy quân sự huyện phê duyệt. Các kế hoạch theo thông tư 108 và chỉ lệnh 884. Ngoài ra, còn có các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày cao điểm, thường xuyên chủ động phối hợp với công an, tổ chức hoạt động tuần tra truy quét, trấn áp các loại tội phạm nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Cấp ủy đảng thì luôn quan tâm đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong đó chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân thường trực, làm tốt công tác đúng chế độ, cho anh em quan tâm chăm lo đời sống cho anh em thông qua các nguồn vận động xã hội hóa, vận dụng các quỹ đất công để tăng gia sản xuất. Nhiệm vụ nữa là quan tâm tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân. Về công tác xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã thì đảng ủy địa phương cũng đã tham mưu với huyện dành nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới Ban Chỉ huy quân sự xã khang trang để đảm bảo cho anh em làm việc tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tích cực tham gia công tác dân vận, nhất là tích cực tham gia phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Trong đó, quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa các khu vực, trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã, như nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự xã đều có lực lượng thường trực, dân quân cơ động tại chỗ, lực lượng dân quân tự vệ, có đủ số lượng, đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã đã được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở. Hàng năm, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ được giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện đúng theo chương trình cơ bản cho từng đối tượng, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương theo đúng phương châm, cơ bản, thiết thực, chất lượng. Những năm qua, các cơ quan tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân tự vệ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ trong điều kiện là năm thực hiện luật dân quân tự vệ sửa đổi, cùng sự tác động của nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương triển khai công tác huấn luyện dân quân tự vệ linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức huấn luyện đúng phân cấp, chặt chẽ, toàn diện, đầy đủ cho các thành phần, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho dân quân thường trực, cơ động, tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự. Đến nay, lực lượng dân quân của Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Ninh đã được xây dựng đảm bảo đúng về số lượng, đảm bảo chất lượng cao, đi vào hoạt động hiệu quả, nền nếp.
quá trình thực hiện cái nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị. Thì đầu năm thì tham mưu cho đảng ủy ban hành cái kế hoạch lãnh đạo cái thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, tham mưu cho ủy ban là xây dựng cái công văn lãnh đạo cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, từ đó làm cái cơ sở là ban chỉ huy quân sự xã là xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và tổ chức hội nghị triển khai cái nhiệm vụ đến các ban ngành, các ấp tổ chức thực hiện. Thì trong năm thì cũng tổ chức là luyện tập cho cái lực lượng dân quân và phối kết hợp với lực lượng công an, tổ chức luyện tập cái phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị và tổ chức huấn luyện cho các cái đối tượng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Về cái chế độ chính sách của lực lượng dân quân thì đầu năm là cũng tham mưu cho đảng ủy ủy ban đảm bảo được các cái chế độ chính sách cho lực lượng theo cái đề án của ủy ban dân tỉnh. Ngoài ra thì còn đơn vị còn trích một phần cái tăng gia sản xuất hỗ trợ cho mỗi đồng chí 4.000 đồng trên một ngày trên một người. Thì từ đó để làm cái chăm lo rồi cái tinh thần đời sống cho cán bộ chiến sĩ, từ đó cán bộ chiến sĩ là an tâm công tác, nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm, an tâm công tác thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Về cái xây dựng cái nông thôn mới thì đối với ban chủ huy xã thì tham gia phối hợp và thực hiện đặc biệt là hai cái tiêu chí. Cái tiêu chí số 2 là về giao thông và cái tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh. Thì đối với tiêu chí về giao thông, tiêu chí số 2 về giao thông thì phối hợp với các ngành tổ chức là tuyên truyền sâu rộng trong dân về các cái chủ trương về một cái mục tiêu là xây dựng cái nông thôn mới của địa phương để là nhân dân đồng tình cùng địa phương để thực hiện hoàn thành cái nông thôn mới năm 2022. Về cái tiêu chí 19 thì phối kết hợp với lực lượng công an tổ chức là đảm bảo là đi tuần tra đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn nơi là các đường giao thông nông thôn để cùng với các ban ngành thể vận động dân giải phóng mặt bằng để là thực hiện theo cái kế hoạch đã đề ra. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương là một trong những chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Lực lượng dân quân tự vệ luôn phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác trên địa bàn, nắm chắc tình hình, ngăn chặn xử lý kịp thời các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chú trọng nâng cao. Công tác đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở được thực hiện trong các năm qua. Hiện nay, các ban chỉ huy quân sự xã, phường phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Người đứng đầu các ban chỉ huy quân sự xã, phường được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thời gian, thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, để phát huy truyền thống vẻ vang của dân quân tự vệ, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể địa phương, cùng với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của dân quân tự vệ để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, coi trọng việc xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện. Trước hết là vững mạnh về chính trị, thường xuyên chăm lo, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, nắm vững mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nhiệm vụ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, theo hướng sát đối tượng tác chiến, sát đặc điểm, tình hình ở từng địa bàn cơ sở. Tập trung xây dựng chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn, trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo,
và sức chiến đấu của các chi bộ quân sự, xã, phường, thị trấn và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Quý khán giả thân mến, chương trình Pháp luật dân quân tự vệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin được tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.